Xin mến chào các bạn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cây máy Maruyama Beat M. Beat M nè có nghĩa là được người tiêu dùng bình chọn nha các bạn. Maruyama Beat M nó có tên là AC233S. Cây máy này nó sở hữu một cái bích tông là 32 ly nha các bạn. Bích tông 32 ly và dung tích xi lanh nó là 23cc. Với chụp giật trợ lực các bạn, kéo nhẹ nhẹ ra là nổ đó ha. Với chụp giật trợ lực rất là đẹp các bạn, tin luôn. Máy đẹp, mình nói rất là đẹp, giống như là mình vừa đập thùng ra vậy các bạn. Nó sở hữu một cái nắp xăng kính nha các bạn, dòng Maruyama nắp xăng cực kỳ đã luôn các bạn, kính mít luôn ha. Đồng thế hệ mới, nó tổng hợp của những cái ưu điểm của các dòng máy khác để nó tập hợp lại, nó chế ra cái Maruyama này các bạn, rất là tiện dụng ha, rất là ít ăn xăng và chạy là rất là khỏe luôn các bạn. Nó là tiêu chí của nó là ít ăn xăng nha các bạn. Tiêu chí của mấy dòng Maruyama, tất cả từ lớn tới nhỏ đều ít ăn xăng hết. Đây các bạn xem ha, bạn quan sát cận xem ha. Maruyama Beat M ha, có tên riêng của nó là AC233S. Các bạn rất là đẹp luôn. Chế hòa khí quanh rồ nha các bạn. Chế hòa khí quanh rồ tự động. Các dòng máy đời mới thường nó thiết kế là chế hòa khí quanh rồ tự động nha. Đây. Dòng bình xăng lùng nè các bạn. Nó có một cái chữ quanh rồ ở đây ha. Và ở đây nó cũng có chữ quanh rồ ha. Quanh rồ rất là đã ha, ốc ác nè các bạn xem, trắng tinh một mèo luôn ha. Bình xăng trắng như là bình lô vậy các bạn, trắng như bình mới nhưng mà bình zin nha. Đây, các bạn xem ha, cái này lỗ thông hơi nó đây các bạn, mới tinh luôn ha. Còn lưới lọc luôn các bạn, còn lưới lọc zin của nó luôn. Cái máy này ở nước ngoài nó đã sử dụng nha các bạn, nhưng cái nó sử dụng rất là ít các bạn. Máy còn đẹp xuất sắc luôn ha. Bạn nhìn xem. Xuất kết nối dây công tắc nó mới tinh luôn ha. Đây nó có số seri đây các bạn. Số seri đây. B419571 ha. Để mình soi chữ made in Japan ở trong lóc cho các bạn xem nha. Mình bỏ cái đèn pin để mình lấy đèn mình soi cho. Made in Japan trong lóc luôn nha các bạn. Đây các bạn xem. Cái số series nó đây các bạn có thể chụp hình lại nha. Đây mét in ra bằng đây các bạn này ha, mét in ra bằng rất là đẹp luôn các bạn. Các bạn có thể chụp hình lại để mình nhận diện cái máy mình nha. Đặc biệt cái máy này nó thiết kế cho những người lớn tuổi nha, những người thích nhàn hạ, nhỏ cũng vậy các bạn, nhỏ xài cũng được, lớn tuổi xài thì nó nhẹ đó, nhưng mà nó trọng lượng nó rất là nhẹ các bạn, do nó giảm trọng lượng tối đa luôn,
Cái tay cầm này nó thiết kế là cái tay cầm này để cho giảm trọng lượng nữa các bạn, và rất là dễ thao tác nha, rất là dễ thao tác với cái điều kiện mà vườn của mình rậm rạp ha, và mới trồng cây con ha, thì dùng cái máy này thì nó ít có bị đứt cây con nha các bạn. Và đưa lên cao chặt tàu lá chuối rất là dễ dàng các bạn, đưa lên cao hạ xuống thấp lia mé mương tuyệt vời luôn các bạn. Lia mé mương thì thôi, cái dòng máy này lia mé mương là hết sảy luôn các bạn, lia mé mương rất là ngọt luôn, không có dễ phải dặn mình nữa các bạn. Các bạn cắt bằng cái ghi đông á, khi bắt các bạn thao tác thì cái mình các bạn dặn uốn éo theo ha. Còn nếu mà các bạn mà sở hữu cái máy này rồi, các bạn thấy đi cắt về không có bị nhức mình các bạn. Do là mình thao tác hai cái tay thôi, cột sống mình ít có chuyển động giống như là cái máy ghi đông nha. Cái máy ghi đông thì mình phải uốn lượng theo cái chiều của nó ha. Còn cái này mình thao tác rất là tự do luôn, rất là dễ luôn ha. Bạn thấy máy giống y chang như đập thùng luôn các bạn. Bộ này chẳng tin luôn ha. Tin luôn. Bạn phía thấy nè, hồ nó mới. Mới y chang như đập thùng các bạn ơi. Tay ga bóp nha. Tay ga bóp này thì mình cắt cái ga mình rất là cơ động các bạn. Nó có thể là nếu mình cắt ga chết á thì nó hay bị hụ máy nha. Còn cắt cái tay ga sống vừa mạnh mà nó không bị hụ máy nữa nha. Tại vì cái tất cả các dòng máy cắt cỏ cầm tay nếu nó đều không có thiết kế hệ thống điều tốc được các bạn. Do đó khi mà mình điều tốc bằng cái tay này rất là nhanh ha. Mình điều tốc bằng cái tay bóp này thì rất là nhanh. Do đó cái tay ga bóp khi thiết kế vào cái máy giống như cái máy có hệ thống điều tốc như các bạn. Khi các bạn vào tải nặng thì bóp. Khi các bạn đưa ra không có tải thì bắt các bạn buông, do đó cái máy mình nó không bị hụ nha các bạn. Điều tốc là gì? Điều tốc là những hệ thống tự động lên ga xuống ga đó các bạn. Đó là nó thiết kế ở các máy lớn thôi. Còn cái máy cắt cỏ thì nó không có thuận tiện cho việc chế điều tốc nha các bạn. Cho nên cái máy cắt cỏ nó không có hệ thống tự động điều tốc độ, điều chỉnh tốc độ. Do đó khi mình xài cái tay ga bóp á, thì giống như mình có một cái hệ thống điều khiển tốc độ nha, gọi tắt là điều tốc đó các bạn, tự động điều khiển tốc độ gọi là điều tốc, chứ nó không có gì lạ. Điều tốc là tự động điều khiển tốc độ đó các bạn. Còn cái máy cắt cỏ thì nó không có chế cái hệ thống điều tốc, mà cái hệ thống điều tốc mình mình đưa xuống tay thì khi mình đưa vào tải nặng ha, bóp thì nó lên ga. Khi mình không có tải thì mình buông thì nó sẽ xuống ga ha. Do đó cái máy mình nó ít có bị rồ mạnh ha. Cái tiếng máy chạy rất là đều do cái tay mình nhịp đó các bạn. Tay cầm gọn, ốc mới tinh luôn, giống như đồ lô. Máy giống như đồ lô vậy các bạn. Nhưng quá, các bạn yên tâm đi, có đồ lô trong đâu. Này an toàn sử dụng nha các bạn. Ở đây tên của nó đây các bạn, Maruyama Beat M ha. AC233XL. Nó thêm chữ L các bạn, thường có vài cái ống láp này nó thêm chữ L. Ở ngoài mặt trước thì nó có chữ S thôi chứ nó không có chữ L ha.
không có gì lạ, nó thêm chữ L là đặc biệt dán ở cái láp ha. Này có tem eco nè, chống tiếng ồn ha, chống hao xăng ha, bảo vệ môi trường, chống khí thải. Nó cái tem này không phải tự nhiên mà nó có nha, nó được phép, nó được các cái cấp thẩm quyền cho phép cấp cho nó cái tem này để nó dán vô nha các bạn, chứ không phải đơn giản ai muốn dán là dán nha. Các cấp thẩm quyền người ta cho phép nó dán cái này là người ta đã test cái máy, người ta đã đưa vào phòng thí nghiệm ha, thì nó có chống đồ ồn ha, chống bảo vệ môi trường, tiết kiệm xăng, ta mới cấp phép cho dán một cái tem này nha các bạn, không phải là ai muốn dán dán đâu. Đây cùi của nó đây ha, cùi rất là đã luôn các bạn, có chống dính cỏ khích cháy luôn ha, dưới này có chống mài mòn ha, các bạn nhìn xem cái chống dính cỏ khích cháy luôn, nó đâu có sử dụng nhiều đâu mà mòn các bạn ha, máy rất là mới luôn. Rồi mình gắn vào đây một cái dao Makita nha các bạn. Rồi mình gắn lộn lộn bề bề dưới nó có chữ các bạn. Mình gắn lộn bề ha. Dao Makita xài rất là an toàn các bạn. Nhưng mà không phải gọi là an toàn tuyệt đối nha các bạn. Các bạn xài cái dao chữ nhật này thì mình phải đề cao cảnh giác đó ha. Hơi cũ cũ một tí ha. Hơi cong dên thì mình bỏ, mình mua dao khác nha các bạn. Đừng có ráng, đừng có tiếc ha. Cứ xài hơi nửa sạc thì mình bỏ đi. Thì cái mình giống như mình chạy cái lốp xe vậy các bạn. Hơi mòn mòn mình bỏ thì mình không có bị nằm đường các bạn. Và dao này cũng giống vậy, y như cái lốp xe vậy đó ha. Mình không có bị xẹp vỏ, không bị gì hết ha. Còn mình xài cái dao này nửa sạc mình bỏ đi, không có nhiều tiền mình bỏ, mình sắm cái dao khác, mình mua dao khác ha. Thì cái mình bảo vệ an toàn cho bản thân mình ha các bạn đó. Cái thường thì những người cẩu thả thường hay gặp xui rủi rồi đổ thừa cho số mạng nha các bạn, không phải vậy đâu. Do mình, cái thứ nhất là mình kém hiểu biết, cái thứ hai là mình cẩu thả ha, thì cái rủi nó hay đến ha. Rồi mình nếu mà mình kỹ lưỡng rồi mình chăm sóc cái dao mình thật kỹ thì ok thôi các bạn, không có gì. Rồi đây, tổng thể cái máy mình vậy các bạn, rất là đẹp, để mình nổ thử cho các bạn xem nha. Giật trợ lực các bạn, giật giật rất là đã luôn ha. Thấy không? Qua tua là nổ các bạn. Các bạn nhìn xem kỹ, mình kéo dây nè. Qua tua là nổ. Ha. Em bé thì cũng chạy nữa các bạn.
rất là trơn các bạn, quay hoài không ngừng luôn ha, quá trơn luôn. Rồi rồi nè, thử bố nè các bạn, thử bố coi bố tốt không nha. Rất là nhạy luôn, bố rất là nhạy luôn các bạn ha. Vừa nổ tiếng là bố nó là dao nó quay rồi ha. Rất là đã luôn. Rất là trơn các bạn ơi, cái đó là một cái láp trơn nha, cái bố bắt sớm là nó rất là tiết kiệm xăng các bạn. Rồi cái tiết kiệm xăng là mỗi một cái nó một chút nha các bạn, không phải là cái nào nó cũng là có cái nó tốt hết, nó hoàn hảo hết, thì mỗi cái nó tiết kiệm tí ha. Sơ mi bê tông tốt cũng tiết kiệm xăng nha, chế hòa khí tốt cũng tiết kiệm xăng, IC tốt cũng tiết kiệm xăng, và cái hệ thống láp này, hệ thống cần láp này nó tốt, nó cũng tiết kiệm xăng nữa các bạn. Mỗi cái một chút thì cái máy mình nó cộng lại nó sẽ tiết kiệm xăng nha các bạn, giống như các bạn chi xài tiền nhé, mỗi cái tiết kiệm chút thì các bạn sẽ được dư ha. Rồi cái video mình test cái máy Maruyama AC233S đến đây là tạm dừng nha các bạn. Nếu các bạn nào có nhu cầu thì xin liên hệ với số điện thoại của mình là 0765 959 958. Xin mến chào các bạn nha.